Rồi bây giờ xin mời chốt đáp án. Nam Anh. Ca sĩ. Nam ca Em. Sĩ. Làm diễn viên. Chắc bạn này ngưỡng mộ Nguyễn Trần Trung Quân cho nên theo cái con đường ca hát chung ảnh này nè. Ta nói gặp như gặp bánh tráng luôn. Mới ăn bánh tráng hèn chi nè. 3 2 3 1 đã não được không bình thường rồi mà cần chơi cú này nữa. Ê hồi nãy chồm ra chút nữa là ăn nguyên củ luôn rồi. 3 2 điểm nhanh đi mỏi tàn quá. 1 Đây là sai đó, hai chân mình sai hết đó. Hết hồn luôn. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên luôn. Hiểu lý do chưa? Lý do là hai chân đoán sai đó. 3 2 1 Vậy quá. Nào vị trí đi nào. Thấp xuống nào. Nén cái mặt xa xa. 3 2 1 Xin được chúc mừng Trương Nhi đã mang về cho mình 5 điểm. 3 2 1 Đúng rồi, sai vậy. Thắng. Yeah. Thắng rồi đó. Dạ không thắng anh hả? Ơi, đó là hình phạt của chương trình đó anh.